để kịp thời giúp đỡ gia đình bà Kim Thị Chét ngụ khóm bờ Tây phường Nhà Mát thành phố bạc liêu người bị xét đánh tử vong những ngày qua Ủy ban nhân dân thành phố bạc liêu Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố các ban ngành đoàn thể Ủy ban nhân dân phường Nhà Mát các nhà hảo tâm đã đến thăm hỏi và trao tiền hỗ trợ cho gia đình đến nay tổng số tiền và vật chất hỗ trợ trị giá khoảng 50 triệu đồng riêng tiền mặt là 25 triệu đồng Trước đó, vào khoảng 15 giờ ngày 28 tháng 6 vừa qua, trong lúc đang phơi con ruốc trên đường Công Vụ, tuyến đường bờ Tây của kênh 30 tháng 4, bà chét thấy trời chuyển mây đen, nghỉ mưa lớn nên chạy ra cào gom rút lại để che đậy tránh bị ướt, nhưng không may bị xét đánh trúng tử vong tại chỗ. Gia đình bà chét thuộc diện có hoàn cảnh khó khăn ở khu tình thương khóm bờ Tây, phường Nhà Mát, thành phố Bạc Liêu.